Thưa quý vị, liên quan tới vụ việc một nam thanh niên tại Biên Hòa có hành vi không tuân thủ luật giao thông, cụ thể là dùng chân để lái xe gây xôn xao dư luận những ngày qua. Sau khi xác minh thông tin và danh tính của nam thanh niên, ngày 15 tháng 10, công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với VVT, sinh năm 2005. Trước đó, ngày 13 tháng 10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh nam thanh niên không đội nón bảo hiểm dùng chân phải điều khiển xe máy mang biển số 60F2-93136 trên đường Hà Huy Giáp ở phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa. Nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Biên Hòa đã vào cuộc xác minh điều tra. Qua đó xác định vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10, đối tượng VVT sinh năm 2005 ngủ ở phường Long Bình điều khiển xe máy trên tuyến đường Hà Huy Giáp khi đến đoạn phường Quyết Thắng. T đã dùng chân phải gác lên tay lái, lúc này bạn của T chạy xe máy bên cạnh, lấy điện thoại ra quay clip và đăng tải lên trang cá nhân. Làm việc với công an, T đã thừa nhận hành vi của mình. Đáng nói hơn, thời điểm T bị lực lượng chức năng lấy lời khai để điều tra, qua test nhanh, công an thành phố Biên Hòa xác định T dương tính với chất ma túy. Bước đầu, công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính T với tổng số tiền 9 triệu đồng với các lỗi như điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm, không giấy phép lái xe và dùng chân điều khiển xe máy. Ngoài ra, công an còn lập biên bản xử phạt 1,4 triệu đồng đối với chủ phương tiện giao xe cho người không có giấy phép lái xe. Tình trạng thanh thiếu niên thiếu ý thức khi tham gia giao thông không còn là chuyện hiếm gặp. Các đối tượng này thản nhiên cho mình quyền không tuân thủ luật và bao biện bằng lý do mình chỉ làm cho vui thế nhưng chỉ đến khi hậu quả đáng tiếc xảy ra họ mới biết cái giá mình phải trả là quá đắt